chưa thấy á. Đang lên. Chưa có. Lên chưa? Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với Motolai ngày hôm nay. Và bây giờ Motolai đang có mặt tại buổi công chiếu và giới thiệu dự án web drama Thập Tứ Cô Nương của nữ diễn viên Nam Thư. Thì bây giờ hiện tại thì Nam Thư đã có mặt ở đây và các anh chị phóng viên báo chí đang phỏng vấn cô nàng Nam Thư. Nên là mọi người ơi, mọi người đừng quên share livestream này và tiếp tục ở đây cùng với lại Motolai để một chút nữa chúng ta sẽ phỏng vấn Nam Thư về dự án web drama Thập Tứ Cô Nương mới nhất của cô nàng nhé. Hiện tại bây giờ thì là mình sẽ đi một vòng xung quanh ở đây tại vì Nam Thư đang trả lời phỏng vấn các phóng viên khác nên là mình sẽ đi một vòng ở đây. Các bạn thấy bây giờ là hiện tại ở đây thì đang rất là đông các bạn fan cũng như các nghệ sĩ khách mời đến tham gia với buổi họp báo này. Thì các bạn có thể thấy là có anh chàng mình sẽ phỏng vấn anh chàng viết nha mọi người ơi, nhớ share livestream này thật là mạnh nha mọi người. Giờ anh chàng đang chụp hình cùng fan một chút. Kiên live hả? Ok. Đang livestream. Ủa đang live luôn hả? À gửi lời chào khán giả. Kinh Lai và Kinh 14. Hồi nãy giờ chứ hello, xin chào tất cả các bạn đang theo dõi livestream của Kinh Lai và Kinh 14. Thì mình là Chris Devil Gamer. Thì hôm nay mình được tới cái buổi premiere phim của chị Thư là các bạn có thể thấy được cái tựa phim rồi đó. Chứ mình tại con ông cháu cha đó nó chơi với mình quen biết chị Thư tại vì chị Thư cũng mời đi thì giống như là mình một đứa em trong nghề của chị Thư thôi, mình rất quý chị nên mình tới cái buổi premiere này hôm nay. Vậy thì một vài câu hỏi liên quan tới cái nghiệp diễn xuất của bạn là trải nghiệm sau cái bài diễn trong bài năm bóng của bạn như thế nào? Ủa sao đá qua vậy luôn hả? Thì cái nghiệp diễn xuất của mình thì mình cũng đi diễn cách đây được 4 năm rồi. Những ngày đầu là mình quay ở Pháp TV ai cũng biết rồi đó. Nhưng mà sau khi có một cái vai mà nó gần như là đóng thứ 9 ở Bà Nóng Bóng thì mình đã tự tin hơn nhiều. Vậy thì sắp tới lại có muốn lớn hơn sang web drama hay là một cái phim điện ảnh nào đó? Có tiền là lớn liền đó. Thiệt. Thôi nếu mà nói trước rồi sợ bước hôm qua nên nếu mà mình có đủ kinh phí thì mình sẽ quay một cái web drama thì có thể là mình mời những anh chị em cũng giống như là chị Thư đóng với mình đó. Không, cái vai diễn Bà Năm Bóng thì sợ nhất là khúc nấu ăn đó, sợ phật lửa vô tay thôi, còn lại là rất là bình thường. Ngày xưa giờ chưa được đóng vai bóng. Bóng. Không có đàn ông nên không đóng bóng được đâu. À dạ. Những cái vai mà men đó thì đã đóng hết rồi, chỉ có vai nữ là chưa đóng thôi. Nên hy vọng Khánh tạo điều kiện cho mình. Mình xin chúc chị Nam Thư phim này sẽ thành công tốt đẹp và có được nhiều người ủng hộ và kênh của chị sẽ lên được nút vàng 1 triệu sub. Cảm ơn bạn.
Ok. Vừa rồi thì là những câu trả lời rất là dễ thương, rất là hài hước của anh chàng streamer và tất cả các bạn là YouTuber đều yêu thích, đúng không mọi người? Mọi người đừng quên share livestream này và tiếp tục ở đây nha. Hiện tại thì chị Nam Thư cũng đang phỏng vấn. Hôm nay là Nam Thư diện một bộ đầm vàng rất là nổi bật và xinh đẹp, đúng không mọi người? Bây giờ hiện tại thì mình chưa thấy sự xuất hiện của anh Huỳnh Lập nha bạn Hiền Thi ơi. Bạn Võ Long Nhật nói là đã chia sẻ nè, cảm ơn bạn nhiều. Bây giờ là trên thảm đỏ của dự án web ra mà bà thập tứ cô nương, đó chính là sự xuất hiện của nam ca sĩ khách mời Đào Bá Lộc. Không biết thì mọi người đã có trông chờ cái tập đầu tiên của thập tứ cô nương không nè? Bành Như Ngọc hỏi là có BB Trần và Hải Triều không? Hiện tại thì chưa thấy sự xuất hiện của BB Trần và Hải Triều nha. Nhưng mà là hai người em thân thiết của chị Nam Thư thì chắc chắn là chắc sẽ có xuất hiện đó. Thảm đỏ của chúng ta bây giờ chính là sự xuất hiện của hai vợ chồng diễn viên Tú Ơi Vi và Vân Anh. Phan Trà Hương hỏi là có Quang Trung không ạ? Chưa thấy sự xuất hiện của Quang Trung. Bây giờ thì để Nam Thư chụp hình xong thì mình sẽ vào phỏng vấn Nam Thư. Các bạn có nghe những cái tiếng nhỏ nhỏ đó không? Đó chính là một anh chàng Vince đang có rất nhiều fan nhí ở đây và đang rất là đông đảo gọi tên anh chàng ở phía sau máy quay. Nên là mọi người đợi một xíu nữa nha. Cực kỳ tâm huyết. Đáng lẽ ra Thư đã ra mắt cái sản phẩm này trước khi ra Nam Phi Lưu Hoàng Kế, nhưng mà sau một số điều là một số vấn đề nên cuối cùng Thư phải lùi lại. Và cái tính của Thư trước giờ đã nghĩ là phải làm, đã muốn là phải làm, nết nương dữ lắm. Nên hôm nay đã có thập tứ cô nương ra mắt cho mọi người cùng đón xem. À vậy nè. Đầu tiên Thư quay cái gian series gian hồ chợ mới của anh Mr. Tô. Thì trong đó có nhân vật của xã đoàn chị Đại là Thập Tứ. Thì sau đó khi về thì Thư mới nói với anh Tô là: anh Tô ơi, em sẽ làm một cái phần riêng về Thập Tứ cô nương. Thì Mr. Tô mới nói là em chắc chắn nha, em nếu có làm thì anh phải quay cho em. Thì sau đó là khoảng đáng lẽ Thư làm liền. Nhưng thực sự lúc đó Thư chưa có điều kiện, chưa có kinh phí, cũng chưa dám máu liều đi mượn nợ. Thì sau đó là khoảng một năm sau thì Thư bắt đầu làm Thập Tứ cô nương. Là sao chị? Hai dự án nó có không. Đầu tiên là đáng lẽ là Thập Tứ cô nương ra trước, nhưng mà sau đó Thư lùi lại để Thư ra Nam Phi Lưu Hoàng Kế.
thì sau đó mới tiếp tục nữa là la thập tứ cô nương. Rồi sorry nha, để tôi nói. Giang ơi, tới giải quyết em. Sorry mấy đứa nha, em tới giải quyết mấy bé bên đó, hiểu không mấy bé? Cái đằng sau luôn đi. Rồi tiếp. Nó rõ ràng là không có chồng chéo gì cả mọi người. Thứ nhất là về lịch cũng không chồng chéo, mà về nhân vật của Nam Thư, của Nam Phi và thập tứ cô nương cũng không, cũng hoàn toàn khác nhau. Hai mọi người thấy rồi, cái cổ trang, cái giang hồ sao đụng nhau được. Rõ ràng là Nam Phi cũng có là chuẩn bị một số tiền để làm sản phẩm cái nữa nè, rồi sau đó mới quyết định là Nam Phi, thì không ngờ là cái chi phí nó vô lên quá khủng khiếp. Thì mượn nợ như tôi đã chia sẻ rồi, sau khi chạy xô sấp mặt cầm tiền và trả nợ, trả hết nợ Nam Phi Lưu Hoàng Kế, thì lại tiếp tục mượn nợ nữa để làm thập tứ cô nương. Thứ nói như vậy không phải là để kệ khổ, mà thứ nói như vậy để quý vị khán giả thấy là cái sự tâm huyết của bản thân Thư, cái sự phấn đấu của bản thân Thư, cái sự gọi là máu lửa với nghề của Thư, thì Thư nghĩ qua, Thư mong là qua đây các anh chị báo chí cũng như quý vị khán giả sẽ nhìn nhận về những cái điều mà Thư đã thực sự cống hiến. Thư không có tài trợ, cả hai sản phẩm Thư không hề có tài trợ. Thì mọi người nghĩ đi, không có ai điên như Thư tới điểm này không có tài trợ mà làm tới 2-3 sản phẩm. Mọi người quyết định Thư giàu. Thư không có giàu tiền đâu, nhưng Thư giàu ý tưởng, Thư giàu nhiệt huyết, máu nữa, nên Thư thích thì chơi. Là các sản phẩm về thế giới ngầm nó hơi khó tài trợ, tại vì cái nội dung nó cũng hơi nhạy cảm, thì nhưng mà tại sao để nội dung nó lại rất là hấp dẫn khán giả ạ? Thế tôi nghĩ là vậy nè, hai cái story trước, hai cái phần trước và cái story Giang Hồ Chợ Mới, thực sự nó quá hot, nó đánh đúng tâm lý khán giả. Bây giờ người ta coi những cái gì mà hơi ủy mị hay hơi cái gì người ta quá chán rồi, nên tại sao các story Giang Hồ tới bây giờ vẫn hot? Và thực sự mọi người thấy trong các series giang hồ lúc nào cũng nói về cái sự nghĩa khí của mỗi người, là sống là phải như thế nào, sống là phải đối với anh chị em, đối với mọi người là sống phải trượng nghĩa trượng khuôn như thế nào. Thì tôi nghĩ là qua đó khán giả người ta coi á, khi mà khán giả cái gì cũng vậy, có cầu thì mới có cung, khán giả coi họ, bản thân họ thấy được họ trong đó. Ví dụ họ nói sau cái series này, sau cái tập đó mình coi mình phải sống khác, sống nghĩa khí hơn, và nó gần. Và mọi người cũng biết rồi, ai trong chúng ta cũng muốn được làm anh đại, chị đại cả. Thì nên cái series, tất cả những cái series của về giang hồ nó thắng là vậy. Nói riêng một tí xíu về Nam Phi Lưu Hoàng Kế, thì Nam Phi Lưu Hoàng Kế tại sao cũng thắng? Trong mỗi chúng ta, ai cũng từng một lần mặc muốn làm mà công chúa, làm hoàng thượng, đó. Cũng muốn được mặc đồ này nọ. Nên tất cả những cái gì mà khán giả người ta chưa bao giờ làm được khi người ta coi trên phim á, khi đó người ta thấy những điều đó thì người ta thích, người ta vui. Nên tôi nghĩ đó là lý do mà tại sao tất cả các sản phẩm mà thời gian gần đây á, và bây giờ thực sự là bây giờ hả, coi những cái chương trình truyền hình đó, ví dụ như coi hoài mọi người cũng chán. Bây giờ lên YouTube coi miễn phí mà đặc sắc, màu sắc nhiều, ngày nào cũng có sản phẩm ra, muốn gì cũng có, thiếu nhi cũng có, vui cũng có, buồn cũng có, về người thứ ba cũng có, giang hồ cũng có, cổ trang cũng có. Đó là một cái bàn ăn, một bữa tiệc quá sức là hoành tráng, quá sức là nhiều món. Nếu vì khán giả người ta có quyền chọn và chọn những món nào mình thích, và đối tượng mà ngồi coi YouTube là những đối tượng rất trẻ, nên lý do tại sao đó là những các series giang hồ thắng là vậy. Đó là suy nghĩ của Thư. Thì Thư nghĩ vậy nè, Thư là một đàn em trong nghề của chị Trang, thì trước nay chị cũng Thư được đi sau chị Trang thì đương nhiên rồi. Thực sự Thư không thích gọi Thư là chị 14. Nếu mà Thư muốn nhân vật của Thư là chị 14, Thư đã đặt tên là chị 14. Tại sao Thư muốn gọi là thập tứ cô nương? Tại sao Thư gắn chữ cô nương vào? Bởi vì chữ cô nương nhìn thấy Thư còn trẻ. Muốn ra đường mọi người đừng coi Thư là gọi Thư là chị 14, hay gọi Thư là thập tứ cô nương. Nghe cô nương nghe nó trẻ trung, nghe nó xì tin, mọi người hiểu không? Chứ thực sự là cũng đúng, tại vì thập tứ cũng là 14, thì mọi người gọi ngắn gọn bên kia là tại vì chị Trang là ra chị 13, rõ ràng dạng như là cái hát thác của chị Trang. Còn hát đắc Thư, Thư không muốn gọi là chị 14, bởi vì Thư không, chị 14 nghe chữ 14, 4 nó hơi ấy, như thập tứ thì nó hay hơn, mà cô nương gắn vô nghe nó trẻ hơn nha mọi người. Nên Thư mong là quý vị khán giả, đúng là chị 14 đó mà thôi, gọi là thập tứ đi, thập tứ cô nương đi, nghe nó xì tin dễ thương đáng yêu hơn. Chị Phương Trang quá thành công vậy thì chị có bị áp lực hoặc là lo ngại gì cái phần phim của mình? Nếu mà Thư áp lực thì Thư đã không làm rồi. Thư nghĩ là một cái series đều là một cái màu riêng,
một cái màu riêng. Và cái story thập tứ cô nương của Thư đậm chất ngôn tình, hết sức là ngôn tình, sẽ không phải là giống như anh Tuyên là giang hồ nghĩa khí, rồi chị Trang là sống là phải biết trên biết dưới, phải có trước có sau. Nam Thư trong thập tứ cô nương kể về một câu chuyện hết sức là ngôn tình, như mọi người cũng thấy đầy rẫy cảnh nóng. Tập 1 vô là đã cảnh nóng sẽ trải dài từ tập 1 tới tập 3 của ba tập phim, thì nó sẽ là một cái màu hoàn toàn khác. Thư cũng sẽ đãi khán giả ăn một cái món giang hồ, nhưng mà Thư sẽ thêm khác nhiều thứ hơn nữa, mà một cái style đậm chất Nam Thư hơn là lúc nào cũng sexy. À không, mọi người, Thư là ý tưởng ra hàng ngày, Thư thai nghén rất nhiều ý tưởng, biết đâu được sau cái này Thư sẽ làm về người thứ ba, hoặc là Thư sẽ làm một bộ phim đậm chất Châu Tinh Trì, hoặc sau nữa Thư sẽ làm Nam Phi Liên Hoàn Kết phần 2, chưa biết. Thực sự là đối với Thư chỉ cần có tiền, có tài trợ, còn ý tưởng dạt dào. Và qua đây nữa, mọi người, Thư đã ra công ty của Thư là Nam Thư Entertainment, thì Thư sẽ nhận sản xuất, Thư sẽ nhận đầu tư, kêu gọi cho tất cả. Đầu tiên điều Thư muốn làm là cho những bạn diễn viên rất trẻ mà họ chưa có điều kiện, Thư sẽ lôi về, Thư sẽ cố gắng làm kịch bản, đi xin tài trợ để bút những cái tên đó lên. Bởi vì sao? Chúng ta còn nhiều bạn duyên dáng lắm, ví dụ như là Quang Trung, Minh Dự, rất là nhiều bạn. Và qua đây là Thư cũng sẽ ở một cái vai trò mới, công ty Thư ra sản xuất phim, và Thư sẽ đi theo thần tượng của Thư là chị Ban của Thanh Nhân. Ai biết được 2 năm nữa mọi người sẽ gặp Thư ở cái thị trường điện ảnh. Để cho Thư gặp mình nha. Mọi người ơi, vừa rồi thì mình đã nghe chị Nam Thư trả lời phỏng vấn những câu hỏi rất thẳng và rất thật, đúng không nào? Mọi người đừng quên share livestream này và ở đây tiếp tục cùng với Motolai nha. Hiện tại thì bây giờ trên thảm đỏ chính là sự xuất hiện của anh chàng Jun Phạm. Bạn Gemma Phạm hỏi là ơi, có Jin Tuấn Kiệt không? Hôm nay thì mình chưa thấy sự xuất hiện của Jin Tuấn Kiệt nha. Hiền Thi ơi, Huỳnh Lập vẫn chưa xuất hiện ở đây nè bạn ơi. Nhưng mà các bạn ơi đừng ngồi rời khỏi livestream này và tiếp tục ở đây cùng với Motolai nhé. Vi Bảo Nguyễn ơi, chưa thấy sự xuất hiện của Diệu Nhi luôn nè. Chào bạn Ken Nguyễn. Trần Kim Phượng có Út không ta? Út là ai bạn ơi? Mình bạn nhắc cho mình với nha. Út là ai nè? Hả gì vậy? Chưa coi hết trơn mà. Ôi lô, ra live stream rồi hả? Thì thật ra thì Jun với chị Nam Thư thì cũng đã quen rất là lâu rồi, cũng thân lắm. Bởi vì chị Nam Thư ngày xưa cũng giúp đỡ Jun dựng cái vở trong đêm chung kết. Gương mặt thân quen nên bởi vậy Jun với chị Nam Thư ít gặp nhưng mà thật ra rất là thân và hay trò chuyện. Thì gần nhất thì mình cũng có trò chuyện với chị Nam Thư gần đây, thì chị Nam Thư nói là mình đang sắp ra mắt cái web CD Thập Tứ Cô Nương. Và bản thân Jun thì rất là đam mê điện ảnh, cũng giống như là phim truyện. Thì khi mà nghe chị nói và xem cái trailer của chị á, thì mình có lời khen. Thì khi mà nói xong thì chị nói là hay là đến tham dự đi. Thì mình rất là vui lòng hôm nay cũng đến đây để mà chúc mừng chị, cũng giống như là để đón chờ cái bộ phim web series này của chị. Hy vọng là nó sẽ thật là hay. Web drama hả? Thật ra đúng như mọi người nói thì hiện tại web drama cũng đang rất là hot và mọi người cũng đua nhau làm. Và chất lượng thì càng ngày càng tăng nữa, đúng là một sự áp lực á. Nên tôi nghĩ là năm nay thì tôi cũng đang mong men hoàn chỉnh kịch bản để mà mình làm một cái web drama để mà phục vụ gì khán giả. Bây giờ thì là trên màn hình đó chính là chị Nam Thư đang chụp hình cùng với lại cái anh diễn viên ở trong web drama Thập Tứ Cô Nương.
mọi người ơi, mọi người ơi, đừng quên share livestream này và tìm ở đây tiếp tục cùng với lại Motolai nha. Bây giờ thì mình thấy ở phía sau đã có sự xuất hiện của Huỳnh Lập rồi nha mọi người. Bây giờ đợi anh Huỳnh Lập lên chụp hình cùng với chị Nam Thư xong rồi mình sẽ bắt cóc Huỳnh Lập một xíu. Đúng rồi, bạn Nguyễn Diệu Linh nha, anh Lập tới rồi. Nói vừa rồi thì là Motola đã quay anh chàng Huỳnh Lập cho các bạn rồi. Nên là các bạn ơi ở đây nha, bây giờ thì mình đang chờ Huỳnh Lập thì đang chờ để lên chụp hình kỷ niệm cùng chị Nam Thư, nên là chưa có thể trả lời phỏng vấn được. Nên là mọi người ơi, mọi người ở đây tiếp tục cùng với Motola nha mọi người. Đó, Bùi Hữu Kiện hỏi là có anh Vi Cá chưa, anh Vi Cá đã đến rồi nha bạn Bùi Hữu Kiện ơi, nhưng mà anh Vi Cá bây giờ là đi đâu rồi mình cũng không thấy nữa. Hiện tại thì nãy giờ thì cái bây giờ là mọi người đang chuẩn bị để mà bắt đầu buổi họp báo. Lão Tam hỏi là sếp có tới không? Chắc là có đó bạn ơi, chừng nào mà có là mình kêu tên bạn liền nha, chứ mình cũng chưa dám chắc nữa. Đùa thôi, bây giờ thì các nghệ sĩ nào tới thì là Motola sẽ quay hình hết cho các bạn, nên là các bạn yên tâm nha. Nãy giờ thì là mình đã thấy có nè, Huỳnh Lập nè, rồi anh Jun Phạm nè, vợ chồng Văn Anh Tú Vi nè, Châu Đăng Khoa nè, Đào Bá Lộc và streamer Brit Phan nè. Đó, bây giờ thì đố các bạn ở trên backdrop hiện bây giờ là ai đang chụp hình cùng với lại diễn viên Nam Thư. Bạn Bích Trâm ơi, đây là một cái web drama và sẽ chiếu trên YouTube của chị Nam Thư luôn nha bạn. Và cái web drama này nãy giờ thì mình do đi phỏng vấn nghệ sĩ nhiều quá nên là mình chưa có đọc một xíu về thông tin của web drama. Bây giờ mình sẽ chia sẻ đến các bạn nha. Thì là ngày 15 tháng 12 này thì diễn viên Nam Thư sẽ chính thức ra mắt dự án web drama Thập Tử Cô Nương sau một cái thời gian dài mà chị đã ấp ủ. Thì đây là một cái dự án thứ hai mà Nam Thư là sau khi là Nam Phi Liên Hoàn Kế đạt được thành công nhất định và nhận được những phản hồi tích cực từ phía khán giả. Thì trước đó thì nếu mà bạn nào theo dõi kênh YouTube của chị Nam Thư cũng như là theo dõi Facebook của chị thì chắc hẳn là đã có biết đến cái đoạn trailer phim được ra mắt vào ngày 8 tháng 2. Và hiện tại thì mình thấy là cái trailer đó là hơn 1 triệu lượt view rồi mọi người, và nó thu hút rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Hình như là nó khoảng là 1,6 triệu view luôn, 1,7 triệu view luôn rồi đó. À, có thấy anh Vi Cá của các bạn rồi đó. Bây giờ mọi người ơi, mọi người nhớ share livestream này nha. Bạn Kim Long Trần Huỳnh trả là nói là Quốc Thuận, đúng rồi nha bạn ơi, đó là anh diễn viên Quốc Thuận. Bạn Mỹ Hoa ơi, hôm nay thì là sẽ ra phim luôn vào 20 giờ ngày 15 tháng 2 là ngày hôm nay luôn á. Thì là một chút nữa là khi mà chiếu phim ở trong rạp này là thì sẽ lên kênh YouTube của chị Nam Thư luôn. Bùi Hữu Kiện, mình thấy có chị Lê Giang sẽ tham gia diễn xuất trong cái web drama này á, nhưng mà bây giờ thì chưa thấy chị Lê Giang xuất hiện ở đây nè. Khán giả của kênh gì? Kinh Live. Quách Ngọc Tuyên xin chào tất cả quý vị khán giả của Kinh Live và kênh 14. Hello.
Ủa sao vậy ta? Hình như là ra mắt phim Thập Tứ Nương á, nên hôm nay Bi Cá có mặt ở đây. À, thật ra vai diễn của Bi Cá đợt này là tại vì phim này là phim của Thập Tứ Nương nên điểm nhấn là nhấn vào Thập Tứ Nương nhiều hơn. Bi Cá với mấy anh em kia thì thật sự là vai khách mời. Nói chung khách mời thì khách mời nhưng mà vẫn có đất diễn riêng của từng nhân vật riêng. Ủa không, hoàn toàn là không có gì hết. Tại vì nói là anh em tụi tuyên trong xã đoàn là tất cả anh em đều là như anh em trong nhà đó, nên anh em nào phát triển được cái nào là mừng cho cái đó. Mà cho tin tuyên đính chính là vấn đề này. Thực ra cái vai Bi Cá không phải là từ Thập Tam Muội cái gì Thu Trang. Thực ra vai Bi Cá là xuất thân từ cái Giải Cứu Tiểu Thư phần 3 của Hồ Việt Trung, là Bi Cá đã có từ thời đó rồi. Và ngay cả cái vai chị 13 của chị Thu Trang cũng có từ đó luôn, một lượt là Bi Cá. Chính xác. Thì trong cuộc chơi mà anh em tôi tuyên thì may mắn là đến thời điểm bây giờ tất cả anh em đều quý, đều chơi với nhau một cách là rất là nhiệt tình. Rồi. Dạ. Vừa rồi thì mọi người cũng đã được trả lời hết những cái thắc mắc mà mọi người đã đưa ra, đúng không mọi người? Là có nghĩa là các vai diễn, có nhiều bạn đặt câu hỏi là các vai diễn ở trong Thập Tứ Cô Nương cũng như là Vi Cá Tiền Truyện hay là chị 13 thì nó giống nhau. Thì mà nhưng thật ra là theo như anh Bi Cá của các bạn vừa chia sẻ, có nghĩa là mọi người ở trong bộ phim này và cả ngoài đời là đều chơi với nhau và phát triển các tuyến nhân vật đó thành những cái web drama riêng, chứ không phải là dính bản quyền gì hết nha mọi người. Hôm nay là sẽ 8 giờ là có trên YouTube chị Nam Thư luôn. Thưa quý vị, xin mời quý vị chúng ta cùng hướng về phía sân khấu. Buổi ra mắt web drama Thập Tứ Cô Nương sẽ được bắt đầu trong ít phút nữa. Và hiện nay trên sân khấu chúng ta đang thấy một nữ diễn viên Nam Thư trong một bộ trang phục rất là yêu kiều, sexy. Và hiện nay thì theo như Dustin được biết, đã có sự xuất hiện của hôm nay ngày 15 tháng 2 sẽ công chiếu luôn nha bạn ơi. Hà Hiền, Lê Nam, Mr. Tô là đạo diễn của Thập Tứ Cô Nương, Phương Rock, Trần Quân, Hà Lan, còn rất là nhiều những anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp, những nghệ sĩ đã đến chia vui cùng với lại nữ diễn viên Nam Thư và Thập Tứ Cô Nương, giống như là có Trương Thế Minh, xong rồi Châu Lan Khoa, Đào Hóa Lộc, Justin đứng đây rồi, anh chị em ơi chúng ta, xong rồi Chú Thắng, chú ơi, hôm nay rất tốt. Đây, và bây giờ thì trước mặt của chúng ta là Thảm Đỏ, và đầu tiên xin được gửi lời chào tất cả các quý vị. Em đứng đây rồi. Những truyền thông báo chí, anh chị em đã hỗ trợ để cho Thập Tứ Cô Nương có được ngày ra mắt ngày hôm nay. Các chị em nghệ sĩ cùng với đông đảo fan hâm mộ của diễn viên Nam Thư và tất cả các diễn viên trong web drama Thập Tứ Cô Nương. Xin chào mọi người đến với buổi chính thức ra mắt tập đầu tiên trong series 3 tập của Thập Tứ Cô Nương. Và tối nay 15 tháng 2 chúng ta sẽ được xem toàn bộ tập 1. Đó sẽ rất là nóng lòng. Mọi người đã xem trailer của Thập Tứ Cô Nương chưa?
được không? Thấy diễn viên Nam Thư xuất hiện trong cái cảnh rất nóng. Và bây giờ để bắt đầu cho buổi ra mắt tại thảm đỏ ngày hôm nay, chắc chắn là trong bộ phim này không thể thiếu một điều đó là âm nhạc. Và xin được phép giới thiệu rapper Dễ Trắc. Dễ Trắc sẽ là người trình bày ca khúc nằm trong web drama Thập Tứ Cô Nương. Xin một tràng tay dành cho Dễ Trắc ạ. Và nhà sản xuất của web drama Thập Tứ Cô Nương Nam Thư cùng với tất cả dàn cast của chúng ta trên sân khấu này, một tràng tay lớn được không ạ? Và như quý vị đã biết, thời gian vừa qua ngày 8 tháng 2 thì chị Nam Thư đã post chia sẻ một cái đoạn trailer 6 phút và đã được nhận được rất là nhiều sự ủng hộ
và tình yêu của quý vị khán giả sau web drama đầu tiên Nam Phi Liên Hoàn Kế. Mặc dù biết là nợ 1.8 tỷ nhưng chị không dừng lại. Chị hãy nói tại sao chị lại tiếp tục có thể có được một cái sự hậu thuẫn vô cùng to lớn như vậy để tiếp tục ra mắt một cái web drama 3 tập. Tiền đâu mà làm phim nhiều vậy? Tôi sẽ chia sẻ ngắn gọn thôi. Tí xíu không vào rạp, tôi sẽ chia sẻ thêm với chị nhà báo chí là sau khi mà cài cút cảm ở được 1.8 để làm Nam Phi, sau đó tôi lại tiếp tục mượn vợ cho mọi người để làm Phật Tư Cô Nương. Bởi vì tôi biết là bây giờ bản thân tôi cũng hết sức là nôn nóng để vào rạp xem phim. Và tôi biết quý vị khán giả cũng hết sức là nôn nóng, anh chị em nghệ sĩ ở đây cũng hết sức là nôn nóng để vào rạp xem phim. Nên rồi mình chia sẻ về cái phần đó, tôi sẽ nói trong rạp. Xin lỗi mọi người, thứ mời em Thanh Trực, Bình Lý, hai nhà diễn viên của phim hình Lên Luôn. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu sơ về dàn cast như thế này. Đây là ông Trần Giang Hồ, Mr. Tô. Không có Mr. Tô sẽ không có Thập Tứ Cô Nương, không có anh Phi Cá, không có Giang Hồ Chợ Mới cho mọi người. Và tiếp theo nữa là anh Phi Cá, Thanh Cầm Tuyên. Không biết cho mọi người, hy vọng là mọi người sẽ không ghét Hà Hiền trong phim này. Tiếp theo chung 12 á, mọi người cho chung 12 chẳng có tay ạ. Dạ bên đây ông trùng mới xuất hiện trong series. Đây là vừa là ông trùng, vừa là ông bầu, vừa là ông bầu nguyên lực của ngoài đời là anh Trần Hùng. Tiếp theo là bạn hát nhạc Viên Vũ Hương là một rapper mọi người hết sức yêu quý, ai cũng biết đó là Dế Chắc. Đầu phim là Quỳnh Thanh Trực và Quỳnh Lý. Có vẻ như là xuất hiện có một phần đoạn ăn mặc lố hơn nha, nhưng chính ở đây là với mọi người. Và bây giờ thôi, chia sẻ trên thảm đỏ thì là ngắn gọn thôi. Bây giờ chúng ta sẽ vào rạp để xem phim. Xin mời mọi người chúng ta tiến vào rạp. Thank you. Rồi mọi người ở lại sân khấu và chụp một tấm ảnh cùng với lại dàn cast được không ạ? Lội đây, đứng ngang đó. Quỳnh Lý ơi, quý vị nào chưa có lấy vé để vào đàm thì xin mời quý vị đến quầy phục vụ để lấy vé vào đàm. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhanh chân lấy vé và tiến vào bên trong rạp để chuẩn bị cho chúng tôi để thưởng thức Thập Tứ Cô Nương. Ôi, bây giờ thì là ekip phim cũng như là tất cả khách mời khán giả sẽ tiến vào rạp để xem tập đầu tiên của Thập Tứ Cô Nương. Mọi người ở nhà đừng quên lên kênh YouTube của chị Nam Hư để mà ủng hộ cho chơi Thập Tứ Cô Nương nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi Motola ngày hôm nay và đừng quên like Kinh Lai cũng như là theo dõi YouTube của Kinh Lai nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.